là từ Melbourne Central thì mình có thể đi tới tất cả mọi nơi ở Melbourne này hết. Em hay bị lạc lúc đi public transport. Thôi cũng buồn tại vì em ở lâu quá rồi, cũng nhớ Việt Nam. Các bạn nhớ hãy theo dõi ABTV để chúng ta sẽ biết thêm những kinh nghiệm cũng như cuộc sống, đời sống sinh viên ở Úc như thế nào nhé.